diễn viên Quốc Trường vừa tổ chức tiệc sinh nhật tại một quán bar tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của các bạn bè thân thiết. Đáng chú ý, Minh Hằng đến từ khá sớm, ngồi cạnh chủ nhân buổi tiệc. Trong suốt buổi tiệc, nữ ca sĩ và vua phim truyền hình tỏ ra thân mật, ôm ấp trước mặt mọi người. Thậm chí khi ra về, cả hai còn ôm hôn nhau khiến fan đặt nghi vấn mối quan hệ giữa họ trên mức tình bạn. Các khoảnh khắc được Tim Qua Đường ghi lại và đang lan tỏa trên các diễn đàn giải trí. Trước tin đồn hẹn hò đàn em kém một tuổi, Minh Hằng đã phủ nhận và cho biết những hành động tình cảm đó chỉ là nhất thời trong lúc đang có men rượu trong người, ôm nhau để tạm biệt trước khi ra về. Quốc Trường từng công nhận Minh Hằng là hình mẫu bạn gái lý tưởng mà mình mơ ước, tôi không biết mình có vấn đề gì về tâm lý không. Tôi tiếp xúc với gái đẹp nhiều nên chắc chắn có rất nhiều đối tượng đẹp và ngoan. Nhưng trái tim tôi hiện tại chưa có cảm xúc. Tôi cần một người có thể không cần đẹp, không cần hiền, hung dữ luôn cũng được nhưng khiến tôi cảm thấy đây là người để yêu, để cưới. Người khiến tôi có cảm xúc là người tôi chỉ cần gặp một lần đầu tiên là biết liền. Tôi thích kiểu người con gái cá tính, thông minh, bản lĩnh như Minh Hằng. Minh Hằng hơn Quốc Trường 1 tuổi. Vừa qua, cả hai hợp tác trong một bộ phim điện ảnh. Đây là bộ phim mà Minh Hằng tham gia với vai trò nhà đầu tư và nữ phụ. Nhiều fan cho rằng, chính bộ phim này là sợi dây kết nối cặp chị em. Song cũng không ít khán giả hoài nghi, cả hai đang tạo sóng gió để PR phim sắp ra rạp. Trước ồn ào với Quốc Trường, Minh Hằng từng chia sẻ về bạn trai doanh nhân thành đạt hơn cô 10 tuổi. Nữ ca sĩ cho hay, bạn trai cô không quá giàu có nhưng cưng chiều bạn gái hết mực. Cả hai đi lên từ tình bạn đẹp và đã gắn bó được 5 năm. Minh Hằng cho biết, bạn trai cô có tính cách điềm đạm, chân thành, sâu sắc, nhưng anh cũng khá dễ ghen. Chúng tôi không bao giờ to tiếng. Đó là quy tắc chung bởi một khi to tiếng rất dễ nói lời tổn thương nhau. Một khi đưa ra những lời tổn thương thì khó lấy lại hình ảnh của nhau. Hầu như, mỗi lần có chuyện khúc mắc, tôi sẽ im lặng cho đến khi tự thông suốt, bởi tôi biết mình rất đanh đá. Sau khi hiểu ra, tôi chủ động nói chuyện hoặc rủ anh đi ăn. Tôi hiểu khi nào anh ấy không thích hoặc thích để linh hoạt và không làm cho người kia khó chịu. Hơn nữa, tôi nghĩ tình yêu đủ lớn thì đôi bên sẽ hiểu nhau nhiều, Minh Hằng từng chia sẻ. Yêu người hơn tuổi, Minh Hằng không cảm thấy trở ngại mà còn được học hỏi nhiều điều từ người đi trước. Ở bên bạn trai, giọng ca sắc môi em hồng có thể thoải mái là chính mình, không cần che giấu bất cứ khuyết điểm gì. Ngoài ra, do có chung sở thích kinh doanh nên họ có thể thoải mái nói về chủ đề này mà không lo mối quan hệ nhàm chán. Anh ấy khiến tôi cảm giác như một nữ hoàng. Tôi được chiều một cách tuyệt đối. Anh ấy bình tĩnh hơn tôi và không bao giờ dùng trái tim nghệ sĩ vào việc kinh doanh. Thứ nhất, anh ấy đúng giờ. Ngày xưa, chỉ tập trung làm nghệ sĩ, tôi nghĩ trễ 5 đến 10 phút chắc cũng không sao. Nhưng anh ấy nói với tôi, điều đầu tiên, em cần làm để mọi người nhìn em với hình ảnh doanh nhân là phải đến đúng giờ. Thứ hai là giữ lời hứa đến cùng, Minh Hằng bộc bạch. Về lý do chưa công khai danh tính người yêu, Minh Hằng thẳng thắn, người đàn ông ấy đã bảo vệ tôi rất nhiều, cho tôi niềm vui trong cuộc sống. Vì vậy, tôi cũng muốn bảo vệ người đàn ông đó, không muốn anh ấy bước ra ngoài ánh sáng. Tôi chỉ muốn bao bọc người đàn ông ấy trong vòng tay của mình, để anh ấy có cuộc sống bình thường, làm việc như bao người khác. Trong chương trình Người Ấy Là Ai, Minh Hằng từng tiết lộ, hiện bản thân cô chưa muốn lập gia đình vì công việc còn bận rộn. Tôi sợ mất công việc, dù hiểu là phụ nữ thì nếu lấy chồng phải sinh con, chăm lo gia đình. Dẫu vậy, Minh Hằng cho hay, cô dự định sẽ kết hôn sau tuổi 35. Bạn trai Minh Hằng cũng hiểu điều này nên ủng hộ thay vì thúc giục, tính tôi luôn làm ngược lại những điều người khác muốn, cái gì càng cấm tôi lại càng muốn làm, cái gì làm chưa được tôi sẽ muốn chinh phục. Đến một lúc nào đó, hai người yêu nhau sẽ hiểu đối phương và biết thời điểm nào mới phù hợp để tính đến chuyện kết hôn.